viết thơ thỉnh nguyện về để mà tấu lên trời, gửi về vài triệu cái thơ. Cái này giữ bí mật không, scan nó không, giữ lên server ở trên kêu vậy thì cứ gửi. Ở Việt Nam cũng gửi, khắp năm châu đều gửi, gửi cái thơ về có địa chỉ đó, vô chữ vô Google đánh chữ KNT thì nó có địa chỉ đó, 39763 Eureka Drive, New York, California 94560. Đó là cái địa, cái số zip code đó. Thì mỗi người gửi cái thơ về, cái sư phụ để vào một cái thúng vậy nè, cái xề vậy đó, cái sư phụ đặt ở trước mặt cha thù khấn, đây là thỉnh nguyện thư này cha, họ tận thiên nhiều lắm rồi. Thì cái đó cũng là lá phiếu luôn, không biết không? À, chữ ký nè, tên nè, phải không? Nhưng mà đừng có để chính xác quá. Nếu có hội thiên thì cần tốt, không có cũng không sao. Để chỉ là tuổi với tên, với ký tên là ăn tiền, với vài chữ lên. Vì kính bạch cha trời mẹ đất, con rất là mong con của Ngài đi về để mà cứu dân tộc Việt khỏi ác diệt chủng, đói nghèo khổ, cận kề chiến tranh xảy ra, đại khái muốn viết gì đó viết, viết thoải mái, viết nhiều quá thì cũng không sao, tại vì bề trên đọc lẹ lắm, nhìn cái là biết thôi.